Cô gái xinh đẹp tu nhập thất 12 năm trong hang tuyết ở Himalaya. Người phụ nữ xinh đẹp này đã có 12 năm một mình bế quan trong một hang động đầy tuyết phủ nằm trên dãy Himalaya. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, do việc vận chuyển lương thực gặp nhiều khó khăn, nên bà đã tự trồng nhiều loại rau trên núi. Nơi hang động này khá là nguy hiểm, bà không những có thể bị sói và báo tuyết tấn công, mà còn có thể gặp phải lũ lụt hoặc những thảm họa từ tuyết và đá lở. Trong 12 năm, bà luôn duy trì trạng thái ngủ trong tư thế ngồi thiền như một khối lập phương trên một tấm ván thiền bằng gỗ truyền thống. Cuộc sống cách xa, tự cô lập khỏi thế giới bên ngoài này thực sự đối với một thanh niên trai tráng còn cực kỳ khó khăn. Vì vậy, việc người phụ nữ này có thể sống trong núi cao 5.000m này trong khoảng 12 năm thật quả khiến người ta cảm phục. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng bà ấy đã hoàn thành một cách thần kỳ việc nhập thất tu hành này và trở thành một huyền thoại nổi tiếng thế giới. Nguồn sức mạnh tinh thần nào khiến bà có thể hoàn thành quá trình tu hành này? Mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi hết video ngày hôm nay. Người phụ nữ London xinh đẹp này đã dũng cảm rời bỏ thành phố London hoa lệ để đến Himalaya sống cuộc sống cực khổ khó khăn, một mình canh giữ hang tuyết tại nơi đây. Cuộc sống của bà ấy trong hang tuyết được diễn ra như thế nào? Rốt cuộc, bà ấy đã nhận ra điều gì và muốn truyền tải điều gì đến thế giới? Tên của vị ni sư này là Tenzin Palmo. Bà sinh ra ở London và là một cô gái người Anh điển hình. Cha mất từ năm lên 2 tuổi và một mình mẹ đã nuôi dưỡng bà ấy trưởng thành. Năm 18 tuổi, bà đọc được một quyển sách về Phật giáo và nhận ra rằng điều này có thể lấp đầy sự trống trải bấy lâu trong cuộc sống của mình. Đến năm 20 tuổi, bà quyết tâm đến một ngôi làng hẻo lánh ở miền Bắc Ấn Độ để tìm cầu con đường tâm linh. Năm thứ hai, tại ngôi làng này, bà đã xuống tóc xuất gia và bước vào một tu viện trở thành nữ tu duy nhất trong số hàng trăm nhà sư ở đây. Tại tu viện này, bà đã gặp được căn bản thượng sư của mình. Đó là Nhiếp Chính Vương Khamchun Rinpoche đời thứ 8, một bậc thầy tâm linh. Và bà đã trở thành một trong những người phương Tây đầu tiên được công nhận là sư ni Tây Tạng. Bà được phân làm thư ký cho ngài Khamchun Rinpoche và chịu trách nhiệm dạy những chú tiểu ở đây học tiếng Anh. Sau 6 năm học hỏi trong tu viện, bà bắt đầu cảm thấy tự tin rằng mình có thể nhập thất tu tập dài hạn. Vì vậy, ngài Khamchun Rinpoche đã hướng đạo cho vị ni sư tới khu vực thung lũng Himalaya để thực hành pháp tu chuyên sâu hơn. Bà bắt đầu hành trình đi tìm đúng nơi để có thể tĩnh tu và cuối cùng bà ấy đã tìm thấy một hang động thích hợp tại một nơi hẻo lánh ở độ cao 5.000m. Hang động này rất nhỏ và có phần hơi ngắn. Sau đó, bà bắt đầu sắp xếp một ít đồ đạc trong hang. Một cái bàn nhỏ, một cái xô, một cái bếp lò và một tấm ván gỗ để thiền, thêm một bức tượng Phật trên tường. Sau khi sắp xếp, hang động này cũng đã thay đổi thành một ngôi nhà nhỏ xinh. Lần đầu tiên bà bắt đầu chuyển đến hang động này là năm 33 tuổi và bắt đầu trải qua 12 năm bế quan tu tập cho đến năm bà 45 tuổi. Một khóa thực hành lâu dài và khó khăn như vậy đã vượt xa những gì người bình thường có thể làm. Sau khi chuyển vào hang động, bà bắt đầu thực hành tu luyện bản thân một cách nghiêm ngặt. Mỗi ngày bà bắt đầu thức dậy lúc 3 giờ sáng và nghĩ rằng bản thân noi theo tu tập đạo Phật của Nhật Bản và Trung Quốc. Vì vậy bà chỉ ăn một bữa và ngủ 3 tiếng mỗi ngày trong trạng thái ngồi thiền chứ không nằm như những người bình thường. Ở hang động này một năm sẽ có tuyết rơi từ 6 đến 8 tháng, nhiệt độ thường xuống dưới 30 độ C, nguồn nhiệt duy nhất trong hang là bếp lò, nhưng không thể đốt cả ngày. Bà chỉ đốt lò khi nấu bữa trưa, vậy nên sau khi mặt trời lặn, bà không có nguồn nhiệt nào để có thể sưởi ấm. Nhưng điều này không thể làm khó được bà ấy. Khi thực sự hành thiền, một nguồn nhiệt sẽ tỏa ra từ bên trong cơ thể, khiến bà trở nên ấm áp, không còn lạnh lẽo. Tại nơi đây, mùa hè còn có thể đi bộ ra suối lấy nước, nhưng khi mùa đông đến thì không ra ngoài hang được, phải nấu tuyết làm nước uống và sinh hoạt. Về thực phẩm, bà phải thu xếp để nhận các thực phẩm khô, dầu đốt, dầu ăn, muối đường và củi khô ở dưới núi đem lên vào mỗi mùa hè. Nhưng vì hang động này cách tu viện khoảng 1 giờ di chuyển, rất khó khăn cho việc vận chuyển lương thực, nên bà đã quyết định tự trồng rau ngay trước cửa hang. Để ngăn chặn các loài động vật hoang dã tấn công, bà đã dựng lên một hàng rào xung quanh hang động. Thời gian mùa hè, thỉnh thoảng Tenzin Palmo vẫn nhìn thấy một hai người chăn cừu, nhưng phần lớn thời gian trong năm bà chỉ có một mình. Tuy nhiên, bà ấy đã chia sẻ rằng mình không hề cảm thấy nhàm chán một giây phút nào. Thay vào đó, bà đã có một cuộc sống rất hạnh phúc. Đôi khi những trận bão tuyết kéo dài cả tuần, tuyết rơi nhấn chìm mọi thứ. Có một lần vào tháng 3 năm 1979 tại Lahore, có một trận bão tuyết và tuyết lở kinh hoàng kéo dài liên tục suốt một tuần, làm hơn 200 người thiệt mạng.
Ngày bão tuyết tan và bà ra cửa, thì băng tuyết và tuyết đã đóng kín cửa. Sau đó bà mới nhận ra rằng không có bất cứ một lối thoát nào. Tất cả đều bị chặn và cả hang bị bóng tối bao trùm. Nếu đốt đèn thì nguồn oxy trong đó sẽ cạn kiệt rất nhanh. Để thoát khỏi càng sớm càng tốt, bà đã dùng tất cả mọi thứ trong hang động mà bà có thể sử dụng để từng chút đào bỏ băng và tuyết. Tenzin đã đối diện với cảnh giới sinh tử, nhưng trong giây phút đó, bà đã không hề tỏ ra sợ hãi. Bà đã tự kiểm điểm lại bản thân về những việc làm tốt và không tốt, và luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng mình là một tu sĩ Phật giáo. Bà Tenzin đã trải qua cơn bão tuyết kinh hoàng ấy, khi mà những người dưới núi không ai nghĩ rằng bà còn sống sót. Vì sống một mình tại nơi vô cùng lạnh giá này, nên những lúc tuyết rơi, bà đều có nguy cơ bị cảm lạnh nghiêm trọng. Tuy vậy, 12 năm nhập thất đã trôi qua yên bình và hạnh phúc. Sau 12 năm tu tập, vào năm 1988, bà trở về sống ở Italia để tiếp tục theo đuổi con đường khám phá tâm linh. Bà đã bắt đầu với ý chí ngàn năm của một người phụ nữ, truyền dạy giáo pháp tại nhiều trung tâm Phật pháp khác nhau, trước khi nhiếp chính vương Kanchun Rinpoche đời thứ 8 viên tịch năm 1980. Ngài đã nhiều lần yêu cầu Tenzin Palmo thành lập ni viện. Tenzin Palmo rất hiểu tầm quan trọng của công việc này và nhớ lại khi bà đang sống tại một thư viện nhỏ ở Lahore, đã nhận thấy rằng tuy những sư ni rất thông minh và thành kính dâng hiến, nhưng họ không có một cơ hội để tu học và tiếp cận những giáo lý cấp cao hơn. Điều này làm cho bà cảm thấy rất buồn. Vào năm 1993, những lama của thư viện Kanpaga ở Himachal Pradesh, Ấn Độ lại thỉnh cầu ni sư thành lập tự viện. Khi đó, Tenzin Palmo đã sẵn sàng tiếp nhận sứ mệnh khó khăn này và quyết tâm thành lập một ni viện. Dự án của bà bắt đầu dần dần thu hút được sự quan tâm trên toàn thế giới. Bà bắt đầu đi diễn thuyết khắp nơi, quyên góp tiền và làm việc không mệt mỏi. Tài sản của bà chỉ vỏn vẹn gồm một cái túi ngủ, một vài quyển sách Phật giáo, một ít dụng cụ cá nhân và ba bộ quần áo nhà tu. Bà từ chối không dùng tới số tiền quyên góp dành xây tu viện, ngay cả dùng vào chi phí di chuyển. Bà không ngần ngại đi khắp mọi nơi, đi xe, đi bộ, đi máy bay, chờ đợi nhiều giờ, có khi nhiều ngày để chuyển tiếp phương tiện, nhưng không bao giờ cau có, than phiền. Bà cũng xuất bản cuốn sách Trong Động Tuyết Sơn, ghi lại một hành trình tâm linh dài của mình và được độc giả trên toàn thế giới vô cùng yêu thích. Doanh thu của quyển sách này cũng dành để xây dựng tu viện và gây quỹ bảo trợ. Cuối cùng bà đã thành công xây dựng một tu viện nữ. Những việc làm của Tenzin Palmo đã trở thành huyền thoại của phương Tây. Một người phụ nữ dám từ bỏ những ngày tự do thoải mái và an toàn đến một nơi xa lạ, một mình đối mặt với gió và những cơn bão tuyết lạnh lẽo dữ dội. Cuối cùng, sau 12 năm bế quan tu hành, những gì chúng ta thấy được trong ánh mắt của bà là sự vui vẻ, bình yên và tấm lòng tốt. Và cái gọi là thực hành thiền định, có lẽ như bà ấy nói, tôi chưa bao giờ có một phút giây nào cảm thấy cô đơn nhàm chán và đang sống cuộc sống của một người rất hạnh phúc. Cuộc đời của ni sư Tenzin Palmo đã trở thành một huyền thoại thần kỳ. Bà đã trở thành thần tượng cho các nữ tu sĩ ở phương Tây, cả Phật giáo và các tôn giáo khác. Hiện tại, với vai trò là ni sư trưởng của Phật giáo Tây Tạng, bà vẫn ngày ngày tâm huyết với các dự án của mình. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.